các bạn ơi. Cái chỗ này ý của em nhé, phải quét hết chỗ này đi của em. Chắc chắn rồi. Cái ngọn này này, cái ngọn này anh hạ, anh ấy đục đục méo hết cái quả cúc này. Chỗ này sẽ đi đến. Đấy. Tất cả những cái điểm thừa, những cái điểm này này. Đúng rồi. Nói chung là anh cứ chủ động thôi, cứ lỗ hỏng thì thôi, anh hiểu không? Hỏng thì thôi, hỏng thì thôi, không có. Em chỉ cần mỗi cái cục đấy thôi, hiểu không? Đấy. Chào tất cả mọi người nhé. Đây để gã đồ bạc like cho anh em xem, ngồi like cho anh em xem hôm nay và hôm qua nó đã khác nhau ở cái gì. Đã định hình xong coi là ý tưởng rồi anh em. Chào buổi sáng nhá. Chào tất cả mọi người. Anh em xem like gã đồ bạc, cho gã đồ bạc xin một cái tim đi cho nó lên xu hướng, để tí nữa gã đồ bạc sẽ giới thiệu cho anh em một tác phẩm mới coi như là chinh phục được. Sau bao nhiêu năm theo đuổi thì chính thức là KC đã được cẩu khỏi cái bồn của Hòn Non Bộ. Đây là một KC mà ôm cả một Hòn Non Bộ nha anh em. Về cơ bản thì thực sự là rất chi là quý. Anh em cần hỏi cái gì có thể lên comment. Tổng chiều cao của cây này sau khi mà hoàn thiện thì anh em nhìn cái bồn kìa, chỗ nghệ nhân Trần Hiền đứng kìa, nó sẽ cao hơn mặt đất khoảng tầm 40 phân thôi. Thế cho nên là nó đã nguyên si như thế ở trong cái bồn, chỉ việc nhấc vào chậu là xong. Thì cái cây này sau khi hoàn thiện lên chậu thì nó sẽ cao khoảng tầm độ 3m6 hoặc 3m rưỡi. Đây là một cây si cổ nha anh em. Đây, đến gần cho anh em xem độ già của nó thì nó phê luôn, nó phôi pha luôn anh em hả? Nhuyễn hết, hôm nay đã dọn sạch rồi. Đấy, thì tác phẩm này cũng là một tác phẩm quý, cho nên là nghệ nhân Trần Hiền, anh trai có bảo mày để anh thổi hồn và chinh phục cho mày. Đó, đây cũng là một trong những cây si mà nếu như nói về cây thì đây chắc chắn là gã đồ bạc cũng chia sẻ với anh em là khủng nhất trong tất cả các loại si. Đó, tức là rất nhiều năm nó ôm trọn cả một Hòn Non Bộ rồi. Đấy, khi nó to quá thì người ta cắt đây này, người ta chặt. Đó. Anh em thấy, anh em nhìn, anh em thấy phê không? Tại sao mình lại nói lại một chút là tại sao lại nói đây nó là Hòn Non Bộ? Thì vì cái thứ nhất ấy, thì đây nó chính là cái cầu kiều. Đây, cái cầu đây này, ngày xưa các cụ làm ấy, nó vẫn còn khó khăn, nó chưa có cái đồ gốm. Đấy, các cái cầu gốm đó thì người ta làm bằng vôi cát nhá, chứ không phải xi măng nhá anh em. Đây này, vôi cát, đấy nó có trắng hiếu á. Làm bằng vôi cát, đây chính là cái cầu. Và đây chính là cái vách thì dễ, nó cũng đã ôm hết rồi. Đấy là cái thứ nhất. Để xác định nó là Hòn Non Bộ thì phải xác định như vậy, vì cái đây nó là một cái cây si cổ rất chi là quý anh em. Đấy, anh em nhìn dễ từ bên trong ra bên ngoài. Đấy, thì bây giờ đang lên ý tưởng trước mắt là dọn dẹp. Anh em nhìn dễ. Đây, cát và xi măng này, cậy nó vẫn ra, nó mềm. Cát và vôi anh em, chứ không phải là xi măng. Đó, thế thì chia sẻ với anh em một chút như thế. Cây này sau khi hoàn thiện sẽ có tổng chiều cao khoảng 3m2. Đấy, 3m2, lên chậu là 3m2. Ngày hôm qua thì nhìn nó như một đống rác ấy, thế nhưng hôm nay thì đã lột xác rồi, dọn dẹp đi sạch sẽ để bắt đầu lên ý tưởng. Tên tác phẩm thì cũng đã xong. Tên tác phẩm thì đã định hình và đã đưa ra rồi, và bây giờ chỉ có triển khai khai phá để làm sao cho nó hoàn hảo nhất thôi. Đó. Bởi vì mỗi một tác phẩm khi mà hoàn thiện thì đầu tiên chúng ta phải cái gì các bạn biết không? Phải có ý tưởng về tác phẩm, sau đó là khai thác trên cái thực tế. Đấy, thì nó mới ok được. Đấy, các anh em thấy anh Hiền là anh ấy bị gù. Thế cho nên người anh ấy cao có 1m65 thôi. À, em cứ thích anh, em gọi anh là tể tướng vậy nhé. Hai chữ đằng sau cho mọi người đấy. Anh tể tướng này là anh ấy chỉ cao có coi như là 1m65 thôi. Thì cái cây này ấy, khi hoàn thiện thì nó chỉ khoảng lên chậu thì nó chỉ khoảng 3m kích đường đầu coi như là đi được khắp coi là cả nước luôn. Chiều cao là 3m. Vanh ở chỗ anh ấy đứng. Nếu mình đo ăn gian một tí ở chỗ anh ấy đứng thì nó đúng là 1.001. Còn ở cái chỗ cái tà áo của anh ấy thì 650, thì các bạn hình dung ra là cái cây nó to như thế nào. Đó. Ở Việt Nam mình thì cứ to thôi. Cảm ơn anh em nhé. Chào tất cả mọi người. Chào buổi sáng.
Đấy, những nhát đục của nghệ nhân gọi là chuyên đục lèo của coi như là tre mới gỗ. Anh em này, mai bắt đầu mới rửa giấy tưới tắm thì lông vàng, nó trắng à. Đấy, nó nhũn hết nha anh em. Các cái lèo cột ngày xưa các cụ buộc vào nhau bây giờ nó nhìn nó phê lắm anh em. Thì đây cũng là một cái rất chi là quý, bởi vì cũng chia sẻ với anh em mua ấy, thì nó cũng không nhiều tiền đâu, nhưng mà đúng là mình có duyên ấy, có duyên có phận, lớn ra là bao nhiêu năm si sốt rồi thì những cái phôi si đục đẽo to, các cái cút kèo nó lớn thì mà không hiểu sao thì bây giờ nó lại coi như là về với mình. Một trong những tác phẩm nói thật sự là khi mà đồng ý giao dịch thì mình nói thật sự ba đêm không ngủ. Rồi ok, mình sẽ chào anh em một chút nhé. Rất nhiều những anh em đã đến xem này. Đấy anh em được không? Thấy like cái là đến ngay. Lên hòn non bộ từ đời Lào ấy nhỉ. Đúng rồi, nó ôm hòn non bộ ấy. Rồi mình chào Phương nhé. Mình chào Tuấn Anh, chào Gia Bảo, chào Minh Hải, Lưng Anh Gù, Nhưng Chim Anh Thẳng. Được đấy, câu này hay đấy. Bạn này cũng tò mò đục to tay, đúng rồi. Anh ấy đang thể dục một tí hả? Chào bạn Tú Đỗ nhé. Nó cũng là những siêu phẩm đấy em. Đây đó là những siêu phẩm của si nhé anh em. Ôm cả một hòn non bộ mấy trăm năm. Đó, anh em nhìn thế này, chứ không phải cây khai thác đâu nhá. Cây mà khai thác ở rừng, ở giếc các thứ thì về cơ bản đẹp thì vẫn chơi, nhưng nói về giá trị thì chắc chắn là nó phải dưới một bậc. Chia ba thì nó phải dưới một bậc. Như đây nó là một cổ hòn non bộ trong một ngôi nhà cổ từ rất nhiều đời rồi. Quá đẹp bác ơi. Rồi cảm ơn bạn Phong, rất chi là đẹp. Chúc các chú sức khỏe. Cảm ơn bạn Hữu nhé, Nguyễn Chí Hữu. Dũng Nguyên chào thầy, rồi chào con đệ. Tác phẩm nhìn như cái chuông đồng nhà thờ. À, bạn này đã có ý tưởng rồi. Thực ra mình nhìn, nếu như mình cắt ra thì nó như là cái mũ của quan văn trường. Đấy, nhưng mà tên tác phẩm thì hiện nay là chưa lộ tên. Đấy. Đúc quả chuông treo rồi. Đấy, cho nên là nếu có treo quả chuông ấy thì mình muốn làm quả chuông ấy thì mình sẽ treo ở cái chỗ đỉnh đầu của bác nghệ nhân kìa. Đấy, nó nhỏ nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà đây nó là một tác phẩm quý anh ạ. Thực sự là rất vui. À, chốt 5 tỷ thôi, bạn nói thế thì mình cũng run hết cả người đúng không? Nếu bạn thiện chí thì đến đây nói nhanh cho nó vuông. Lít mốt rồi đấy, lít mốt đấy, 110.000 thế là xong. Tỷ mới tiếc làm gì anh em. Tỷ tiếc để cho những người ta chinh phục tiếp. Cảm ơn bạn rất nhiều, cũng đã đưa ra cái sự đánh giá về những tác phẩm. Em tưởng 110 triệu để em chốt luôn. 110.000. Đấy thì cũng chia sẻ với anh em như thế. 110 triệu lửa cây chốt đi từ si to siêu khủng anh ạ. À, đúng rồi. Thực ra thì đến giờ phút này thì anh cũng chia sẻ với em là sau bao nhiêu năm đi triển lãm rồi đi xem cây thì cũng chưa bao giờ có một cây si nào như thế này. Mà nó nói thật sự là nó như là một báu vật đấy. Nó ôm cả một hòn non bộ nha anh em. Tí nữa mình lại like cho anh em xem cái hòn non bộ. Toàn bộ cái đế ở dưới này nó nằm ở trong một cái bồn non bộ phẳng tít luôn. Không phải cắt đáy được cả. Đấy, thế mà khi mà mình được biết cây này là gia đình giao dịch thì nói thật sự với bạn là cũng không dám mua đâu. Mình cũng nhìn nó thế nào, nó lại không chụp cho mình cái chiều này. Chụp cho mình cái chiều này thì mình bay ngay đêm hôm đấy. Nhưng mà lại chụp cho mình cái chỗ này mà nó tùm lên này. Nhìn nó nghiêng mà nó lại kiểu vót lên nhọn nhọn. Đấy, nên mình rất khó khai thác. Thế nhưng mà thôi, cũng là cái duyên và sự quyết đoán nó cũng lẩy số nhanh ấy. Bốc, không phải nghĩ. Miễn là sau khi biết được là nó ôm một hòn non bộ thì là bốc luôn. Bốc luôn thì nói thật với các bạn chia sẻ một chút thôi. Về thì có một chú em, chú cũng thích thì bảo thôi. Xem ảnh thì đã thích rồi, cộng cho mình được có 60. Nó thật cộng có 60 thôi. Cái như đến ngày hôm qua thì chính thức là đã phải cộng lại coi như là 6 lít cho em nó rồi. Để quyết định là cho ông anh ấy chinh phục
và cũng là một trong những siêu phẩm phôi. Nếu nói về phôi thì mình dùng từ siêu phẩm phôi, bởi vì đây nó không phải là một tác phẩm, cho nên là mình phải dùng cái từ đằng sau là siêu phẩm phôi. Đẳng cấp quá đại ca ơi, quân la quân lót. Hôm nào lên chậu thì mình cũng sẽ trân trọng và mình cũng sẽ mời một số các anh em đấy, trong làng cây, rồi cũng như là các chuyên gia về si đến giao lưu, coi là uống với nhau một vài chén trà đấy, để thẩm định giúp. Còn nếu mà chê một cái là mình lại cho lên đường. Vì hôm qua cũng đã có cái kèo là bất cứ lúc nào thì cứ alo rồi đấy, nhưng mà thực sự là mình cũng muốn chinh phục vì cái cây này nó rất nhanh thành cây nha anh em. Tay cành cút kiếc các thứ nó có đấy, đấy thì chơi cái cách của mình ấy thì nó lại không cần phải vẽ vời dăm bảy chục năm cái gì cả. Mai lổ bông phát chơi luôn, cái thân thì chỉ cần có lá là chơi được rồi. Vì cái quan trọng nhất là nó rất quý ở cái cốt của nó ôm cả một hòn non bộ. Mỗi ngày nó sẽ hoàn thiện hơn và nó sẽ đẹp hơn. Chào đất vàng nhé. Chúc anh em buổi sáng trên đường live của Gã Đồ Bạc thật là vui vẻ. Anh em cho Gã Đồ Bạc xin vài tin cho sáng nay mình sẽ bớt chút thời gian mình like cho anh em xem. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em một chút là cây này là theo như thông tin thì là được khai thác ở một ngôi nhà cổ. Đó. Một ngôi nhà cổ. Và tại sao mà cái cây si này nó lại coi như thế là không nằm ở ngôi nhà đó nữa. Thì các bạn nhìn cái này. Các bạn nhìn cái đế của nó chỉ có khoảng 3 mét mà nó không có rễ ăn xuống. Thế thì sau mấy trăm năm thì cái ngôi nhà nó cũng xuống cấp. Đấy, và cây si thì nó lớn lên. Nó to như cái cây, các cụ bảo nó to như cái cây bắn súng nữa kìa. Đấy, các cái cành to kia nó vươn ra, nó to như cây bắn súng. Thế thì các bạn biết tại sao nó mới bị coi như thế là bị đổ. Nó mới bị đổ và nó đổ vào cái ngôi nhà đó. Thế thì cũng một công đôi việc, đổ thì coi như thực ra là gia chủ là vứt đi, cho người đến chặt rồi mang đi hộ. Đấy là cũng chia sẻ là theo thông tin nhé. Thế và mang đi, gọi là mang đi hộ, gọi là giá rẻ thôi. Đấy đấy. Thế thì cũng rất may là cái anh bạn đến ấy thì anh ấy cũng lại lộc cho gia chủ đâu. Như mình biết là cái lúc đấy tiền nó quý lắm, nó chỉ có lại lộc cho bác ấy đâu có 20 hay 30 triệu gì đó, nhưng cái năm đấy thì nó quý lắm. Và về ông ấy vứt không luôn, ông ấy cẩu đi hộ nhưng mà ông ấy về ông ấy không biết làm nên là ông ấy cứ để đấy. Sau rất nhiều năm tháng thì các cái cút kèo kia nó mọc tự nhiên, nó mọc tự nhiên ra thì nó cũng đã bo được hết rồi, nó coi như là nuôi được khoảng mười mấy năm rồi. Đấy, đấy là cái cực kỳ quý. Thế thì cũng rất duyên là sau khi mà bạn ấy biết mình ở trên mạng xã hội thì bạn ấy có điện bảo em có một cái cây si nó tùm đấy, bạn ấy gửi cho cái ảnh từ ngày khai thác nó mờ lắm này đấy, nó mấy ảnh nó kém đấy, là mình nhìn thì cũng phê, nói si là cũng phê rồi, nhưng mà cứ nghĩ nó là cái cây chứ không nghĩ, không hỏi tỉ mỉ là nó ôm non bộ đó. Nhưng khi biết là nó ôm cái hòn non bộ cái thì mình vào việc này. Bạn Long Vương muốn thăm anh, bỏ cái này đi được đấy. Là anh Trần Hiền, anh ấy đang thổi hồn vào tác phẩm. Nói chung là anh ấy phá đi, phá thế nào thì nó vẫn còn cái cục kia thì cũng không sao hết. Một bạn bảo là trông như quả chuông, đúng rồi, các bạn có thể hình dung ra nó rất nhiều các cái ý tưởng, bởi vì đây nó là một cái cây cổ. Anh mua ở Đà Nẵng à? Úi giời, thằng này cái gì cũng biết. Ở Đà Nẵng em mới vừa rồi anh bay vào anh chốt, nhưng mà chủ nhân còn không muốn bán, sau mà cọc rồi ấy. Nếu như anh phải cầu về rồi anh mới like, chứ không ở trên like thì chắc chắn là anh không sở hữu được. Cây này vứt ở bờ rào em ạ. Đấy, cho nên là mới đến lượt anh. Nhà bác ấy thì lại không phải chơi cây ấy, cho nên có mỗi một cây nó cứ tùm. Bác ấy đi suốt, thế là đâm ra là bác ấy đi nước ngoài với con mất gần chục năm, thế là về thì những người hỏi mua cái thời gian mà cách đây 3-4 năm si đi lùng nhiều thì lại không gặp được chủ. Đấy, cái cây đấy anh em nhìn nó to đến mức như thế nào, nhìn nó như một chiếc mũ của vua kiểu như thế.
Nhưng mà mình hình dung ngày hôm qua thì nó giống như là cái mũ của gì nhỉ? Anh em nhìn ngay nó giống cái mũ đội ở trên đầu của ai. Đấy, kiểu như là của không phải là của tự nhiên đầu óc từ ngày Covid này nó quên. Nó giống cái mũ của quan văn trường. Đấy, anh em nhìn này. Ui, đi xung quanh nó đẹp lắm anh em nhé. Đấy, chỗ này mình hôm nay đau lưng. Thế cho nên là mình ngồi một chỗ. Nhưng anh em muốn đi vòng quanh mình sẽ đi quay bốn mặt cho khán giả xem đi anh. Giữ lượt luôn và ngay. Bạn Hòa Ban mà bạn ấy nói thế, chắc bạn ở trên rừng. Quay cho bạn xem luôn bốn mặt. Đấy nhá, nó nhũn. Mang nắp nhá, không phải tiền nong này. Nó nhũn này. Nó nhũn hết ra. Nó nhũn hết ra. Đấy, mà bây giờ đang dùng các kỹ thuật. Không dùng máy, chỉ dùng đục thôi. Đấy, đây quay bốn mặt cho anh em xem nhé. Đấy, đi bốn mặt cho anh em hình dung ra là nó ghê gớm đến mức như thế nào. Nó già, nó ôm cả một hòn non bộ luôn anh em. Đấy. Đấy, anh em thấy không? Đây cũng là một siêu phẩm mà mình cũng khẳng định đây là cái phôi lần đầu tiên mình nhìn thấy cái phôi si nó đẹp như thế này. Nguyên bản luôn, không có khai thác đục đẽo gì ở rừng ở rú cả. Đấy. Mình sẽ quay bên dưới trước, rồi sau mình sẽ quay bên trên cho các bạn thử lãm. Cứ thế này chơi thôi nhá, mình cũng không cần phải tay cành, tay một mấy tay hai gì cả anh em hả? Cứ lổ lá ra vẽ mấy cái bông gọi là cho nó ấm ấm ra thôi. Mà cây này thì chắc chắn là sẽ nhiều người rất muốn sở hữu khi nghe tên tác phẩm. Sau khi đục xong lên chậu thì bắt đầu đặt tên cho tác phẩm. Và tên của tác phẩm đã định hình xong, đã lấy ý tưởng xong. Đấy. Và đã được nghệ nhân Trần Hiền coi như là tranh mất cái vấn đề đặt tên. Đó, anh em thấy chưa? Cây này lên chậu cao tổng thể 3m2. Đặt lên con phọc đi từ Nam đến Bắc. Đấy. Cho nên là anh em không phải suy nghĩ. Đấy. Tổng thể nó già lắm rồi, mới đỏ này rồi chú nhỉ. Anh em cứ yên tâm là tất cả các cái lõi của nó nhá. Lõi của nó đục vào lõi mới thấy này. Đục chỉ có vỡ mồm. Thực ra là đếm ngáng ở đây có thể tính ra tuổi cây. Đục có thể là vỡ mồm. Vì nó quá cứng anh em ạ. Hôm qua mua cho anh ấy cái máy phá phôi như anh bảo không. Nếu mà dùng máy vào thì là anh ấy giả đồ ngày anh đi về. Không biết là anh ấy định thể dục mấy ngày hay sao. Đấy, anh em thấy chưa? Cho đánh lên xe, xin rễ và cành thừa, về nghiền làm thuốc, đắp chữa xương khớp, gân đi bằng anh ơi. Không, thực ra thì mình cũng không hiểu gì về cây si lắm. Nhưng mà... Cái nhựa cây si này anh có hiểu về cái vấn đề bạn ấy vừa nói là đắp chữa xương khớp ấy. Anh chia sẻ với anh em một chút. Cái cây si này này, cái nhựa cây si này, vâng, người ta có thể chích ở đây ngâm với rượu để xoa bóp, để uống, kể cả xương khớp, kể cả vết thương bầm đây tím này. Nó đục ra cái nó chảy đầy nhựa này, những vết thương bầm tím người ta xoa cái này nên là có chữa xương khớp đấy bạn đang nói. Ngày xưa nhà anh có cây si nó nhỏ hơn này ở đầu ngõ, cứ có những cái vết thì sẽ bật. Vâng. Đêm là người ta đến người ta chặt rồi em hiểu rồi. Em cũng nhìn những cái cây si cổ ở đầu làng đầu liếc là hay có các cái vết dao đấy, rất chi là lạ. Đấy, ok, Quốc Tử đi đây, cảm ơn anh Hiền đã giải thích rồi. Bạn Quốc Tử và thay mặt cho tất cả các anh em ở trên đường live là cảm ơn anh Trần Hiền nhá, đã giải thích để cho anh em biết thêm một chút về bài thuốc của cây si. VIP quá sư phụ. Chào bạn Ba, cảm ơn anh em. Thực ra đây là một cây si mà mình bao nhiêu năm chơi cây và cũng nói thật sự với các bạn là rất chi là hạnh phúc. Mình phải dùng một cái từ là hạnh phúc trong nghề mà mình sở hữu được một tác phẩm và cũng đã phải cộng lại cho anh em. Cây trồng như cổng trời, bạn này nói đúng. Nhưng nếu như mà đọc tên tác phẩm cho anh em thì mình sẽ gắn ở một cái, khi mà đọc tên tác phẩm này thì mình sẽ làm một cái clip khi mà cây lên chậu, chứ không cần phải thành cây.
để cho mọi người hiểu rằng thế nào là trí huệ. Đó. Tác phẩm này thì hôm qua cũng rất nhiều những anh em coi như là ngồi để trao đổi và chia sẻ, thì cũng chia sẻ với các bạn ấy. Các bạn nhìn nó như một cái cổng trời là rất đúng. Và đây nó cũng là cái ý tưởng của cái gia chủ ngày xưa. Mình có thể tiết lộ một chút để anh em có thể thấy vui thôi nhé. Anh em bấm tay cho nó lên khoảng nghìn mắt. Mình sẽ tiết lộ cái tên tác phẩm này sau khi đưa lên trên chậu thôi, chứ chưa cần phải hoàn thiện đâu. Rất nhiều những gia chủ sẽ muốn sở hữu cây này vì cái tên của tác phẩm này. Khẳng định luôn, nếu là một cái cây không có tên mà cái tên nó không có hồn thì cũng ít người người ta chơi lắm. Đấy, cho nên là cũng chia sẻ với anh em như thế. Muốn trở thành một cái cây đẹp, muốn có một cái cây đẹp thì việc đầu tiên sau khi có phôi, chúng ta phải định hình được triển khai theo lối nào. Lối nào là cái gì? Triển khai theo cái ý tưởng mà mình đã đưa ra. Ý tưởng mà mình đã đưa ra đó chính là tên của tác phẩm. Và cái cây nó sẽ đi theo, nó sẽ bám theo cái ý tưởng đó để nó triển khai thì nó mới hoàn thiện được. Cây này là mình rất sợ những anh em mà cứ mang cưa máy đến ấy, vì cưa máy đến thì mai lại có cái clip dừng lại ngay. Đấy, từ từ thôi. Thì đây đúng là từ từ thôi. Anh Hiền anh ấy thích đục bằng đục cơ. Đấy, cho nên là anh ấy có ở trong xe có bộ đục thầy đã mua, không hiểu sao nhá. Chia sẻ với anh em nhá. Đây. Ở đằng sau ấy, phải cầm cái này gần mà. Tức là cách đây sau khi mà triển lãm ở Long Biên ấy, thì mình lại tự nhiên dở hơi hâm hấp lại đi mua một bộ đục vứt sẵn ở đấy. Đấy, chứ không hiểu thế nào mà tự nhiên lại để đi đục một tác phẩm như thế này. Anh Hiền ạ. Thật luôn. Đấy. Mua từ hôm triển lãm. Nhưng mà mua thì thích thì mua, nhưng mà không hiểu thế nào, hay nó là cái duyên ấy. Lại cuối cùng bộ đục này lại để đục cái cây này. Đấy. Đây là một cây si cổ nha anh em. Một cây si cổ ôm hòn non bộ. Ôi thật chết rồi. Ôm hòn non bộ nha anh em. Đúng rồi, chào tất cả mọi người. Chúc anh em một buổi sáng thật là vui vẻ. Gã Lô Bạc ngồi ngắm phôi thôi. Đấy. Đây này, anh Hiền nhìn đây này. Đây là nói với anh em nhé, chuẩn luôn này. Đấy, mang ra đấy. Mua cả đục này, cả thó này, này. Còn cả tăng nữa cơ. Đấy, đấy nhá, chứ không phải. Đấy, anh thích dùng đục nào anh đục. Cả một bộ luôn. Anh em thấy phê không? Hôm nay thời tiết nó không có nắng nên là anh em quá đẳng cấp anh ạ. Đúng rồi, cảm ơn bạn Quốc chuyển nhé. Đặt tên cổng trời sai. Tên cổng trời thì nói thật với bạn ấy là nghe nó hiền quá. Đấy, nghe nó hiền quá. Đấy, nhưng mà mình sẽ đặt một cái tên, cái ý nghĩa nó cũng sẽ như thế, nhưng nó không phải như vậy. Nếu đặt tên là thiên đường thì người ta bảo mày lên thiên đàng này. Cho nên là cây nó không có giá trị, nhưng nó gọi là khai môn, các bạn hiểu không? Tức là cổng trời, cánh cửa nó đã mở ra để giải thoát, giải cứu. Đấy, thế thì nó mới đẳng cấp rồi à? Đấy, cổng trời nó phải như thế. Nhưng mà nó đặt là cổng trời thì nó quá thường. Cây này cái cụ tổ nào cụ ấy làm ra cái cây này, nói thật các bạn, cụ ấy cũng đã có ý định như thế đấy. Đẹp quá. Cây này mà để ở giữa một cái ngôi nhà thờ nhá, mà đẳng cấp. Đấy, tức là ngôi nhà thờ đẳng cấp thì nói thật với các bạn, nước chấm thì phải cho, không cần phải cho thêm mình chính. Khẳng định với anh em luôn. Đúng đẳng cấp. Cây này cũng không phải ai cũng sở hữu được đâu anh em ạ. Bởi vì nó lưu lạc bao nhiêu trăm năm, và cuối cùng đến lượt gã Đầu Bạc thì người muốn sở hữu tác phẩm này thì anh em cứ ngắm thôi. Anh em cứ ngắm thôi. Nó sẽ đẹp lên theo năm tháng. Cây quá đẹp bác rồi. Cảm ơn anh em đã động viên một cái cục nha. Cảm ơn anh em Thọ Trần. Em có cây khế vanh
290 VIP cũng bốc luôn nha, gửi cho anh. Cây hoa quả đang hot. Hoa quả đang hot. Với điều kiện là phải cây cổ thì anh mới mua, chứ anh không mua cây phôi. Bởi vì thời gian ấy, cũng nói thật với các em, để làm được một cái cây nó phải 4-50 năm. Thế cho nên là tầm này là anh chỉ mua cây hoàn thiện thôi. Đấy. Mà đại gia thì người ta không chơi cây phôi đâu. Người ta chơi cây hoàn thiện, người ta bày. Chứ ai mua những cái cây nó phôi phôi cục cục. Ông ơi, ơi, kéo ông con mình giải nào tí không ạ? Có bảo gì đâu, xuống giải đao để ông gọi nó mang ấm trà ngon ra. Nước trên xe ấy. Kia kìa. Đấy anh em thấy không? Quay xung quanh cho anh em xem tí nhá. Đặt tên là Thiên Môn Linh Tiêu Điện. À cái thằng này nó mới đúng được một lửa thôi. Đấy, nó mới đúng được một lửa thôi. Tức là rất nhiều những anh em đã nhìn ra ý tưởng anh ạ. Thế nhưng mà cái câu từ thì nó khác nhau thôi. Cây này nhá, sau khi lên chậu là cao đúng 3.2 m nha anh em. Đấy, cái quả thủ kia là sẽ hạ đến chỗ cái cành nó đẹp lắm anh em. Đấy, cụ chay đỏ đẹp. Anh bế không bế luôn nhá. Chay đỏ đẹp bế luôn. Mai nu sáng hay chiều? Anh em cứ gửi qua gọi là ID cho mình. Ảnh là được. Mình mua cây toàn là mua bóng thôi chứ cũng không phải. Cái lịch của anh này. Giáo sư trẻ khỏe, bố nó đang bận làm công tác khác. Bố muốn làm nghệ nhân cơ. Bây giờ bố những nghệ nhân như anh Hiền này ấy, như anh Trần Hiền này ấy, không phải cây nào anh cũng sờ tay vào đâu. Nó phải là những cái cây mà làm cho anh mất ăn mất ngủ thì anh mới đụng vào. Đấy, nó lại như thế nha anh em. Bởi vì anh ấy là người có tuổi rồi. Đó, thế nhưng mà những tác phẩm mà anh ấy thích ấy, thì anh ấy mới, mình không dùng cái từ xin đám đâu, nhưng mà hôm qua anh ấy có nói là mày để cho anh thổi hồn vào tác phẩm này được không? Ôi giời, thế thì sức khỏe của anh có ok không? Thì anh ấy bảo là ok, ok thì vào việc. Đấy. Anh em thấy không? Nó già lắm anh em ạ. Nó nhũn hết ra rồi. Cái lúc mà mình chốt ấy là mình nghĩ là về thôi, mình cứ cắt nó ra từng từng khúc thì cũng được. Nó ôm cả một hòn non bộ nha anh em. Nó ôm cả một cái hòn non bộ. Mà cái hòn non bộ này được làm rất, nó cũng bé thôi. Nó bé hơn cái vanh này khoảng mỗi chiều khoảng tầm độ 70 phân. Thế và lâu ngày nó tràn ra, nó đặc luôn cả cái bể đấy. Nó tràn ra, nó đặc luôn cả. Đấy, ngày xưa các cụ chúng ta nó chưa có các cái điều kiện khai thác đá, và đặc biệt nó còn từng vùng miền đấy, cho nên nó không có cái đá cảnh như ở ngoài Bắc này mình nhiều đây, làm bằng đá hộc luôn. Đấy, làm bằng đá hộc luôn. Mà các bạn cũng biết là làm bằng đá hộc, nhưng mà nó không phải là chất liệu là xi măng gắn đâu, mà là vôi cát gắn, vôi và cát nhé, cho nên nó rất lâu rồi, chứ không phải bằng xi măng. Đấy, anh em thấy không? Anh em nhìn mặt này nó mới đẹp này. Đấy, anh em thấy không? Đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Sổ, ui, không chịu được anh em nữa. Mặt này thì lấy cái ngọn nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà mặt đằng kia thì nói chung là cái cây này thì mình không nhầm ấy. Thì cái mặt này, ngày xưa cái mặt này mới là mặt chính này. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì cái đỉnh của hòn non bộ nó ở đây. Đây nó đúng ở cái chỗ mà cái rễ nó quấn bền bẹt này này. Trước kia đây có thể nó là một cái tượng hay nó là một cái gì đấy, hoặc là một hòn đá, và nó dễ nó ăn vào vòng quanh, thế là nó kích cho cái hòn đá hay cái gì đó nó rơi ra rồi. Thế cho nên là mình xác định là nếu mà ngày xưa các cụ chơi thì các cụ sẽ chơi cái mặt này, cho nên cái cây nó mới làm cái dáng như thế này. Đấy, nó như là một cái vương miện là đặt ở bên trên hòn núi ấy. Đây ngồi này anh em nhìn thấy nó đẹp này. Đấy, anh em thấy không? Thế thì những cái phôi mà nó đẹp ấy, hoặc là những cái cây cổ mà nhanh được chơi ấy, thì cũng chia sẻ với mọi người, anh em thả tim cho gã đâu bạc chứ. Chia sẻ với mọi người ấy, là nó không phải là thân một. Nếu thân một mà vài trăm năm thì nó phải to như cái cây xà cừ này, mà có khai thác cắt cụt về thì cũng vứt đi. Thế nhưng mà các cái cành này, rồi các cái rễ nó rơi xuống nó bẹt vào nhau. Đây anh em nhìn nhé, nó bẹt vào nhau nhưng nó vẫn có đầu. Đây nó bẹt vào nhau hết rồi này. Đấy, nó bẹt, nó rỗng vào nhau này, nhún
Đấy. Thế cho nên là nếu như mà cắt đây đi để làm thành một cái cây có dáng nó dùng ở hoa thì nó cũng đẹp. Thế nhưng mà cái lét cổ này thì chắc là không bao giờ làm được. Thế hệ của anh em chúng ta thì không bao giờ làm được. Đấy, thế cho nên là nó có làm được nhưng mà nó sẽ rất lon. Nhưng để nuôi được những cái bộ rễ tràn hàng mấy trăm năm thế này thì rất khó. Khó lắm, không làm được. Và những cái lét rễ này nó là những lét rễ tự nhiên mà nó già như thế này. Lúc đầu mình bóc cái chỗ này ra mình trồng vào cái cây ấy thì chắc bán được độ lít. Đấy. Cứ cắt nó ra, rỡ nó ra. Thế nhưng mà bây giờ thì nó phê quá. Nó phôi pha quá cho nên là đấy, anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Kèo ột. Còn anh em nào mà có thiện chí mà gọi là PK hiểu không? Đấy. Thì cứ gặp gã đồ bạc nhé. Lúc này thì nó còn đang hợp lý hả? Nhưng mà lên chậu rồi thì nói thật với anh em là nó là một siêu phẩm. Thực sự bọn nó đang lắp cái gì vậy? À, anh em nhìn này, với các cái vách của nó này. Vách nó nhũn ra từ đây nhé. Nó nhũn từ đây. Nó lên đây. Nó vòng ra đây. Nó ra voi luôn. Ngày mai bắt đầu mới phá thêm một tí. Phá thêm một tí theo ý tưởng của mình. Đấy. Đây là thằng em tay to. Thằng em trông cái này thôi nhưng mà đây anh gọi là thằng em tay to. Tức là em nó sinh năm 82 nhưng mà nhìn nó cũng rất già. Cái giống chơi cây này nó như thế, một là già đen, hai là tóc bạc. Ai các bạn nhìn này rồi. Thật sự các bạn này, nó quý lắm anh em ạ. Nói chung nó ôm dễ, nó chạy ở bên trong này, nó kinh khủng. Nó bẹt thích cả ra này này. Đấy, anh em thấy không? Đây, cái kèo đấy, hiện nay vẫn chưa xác định được đâu nó là thân chính. Từ ngày xưa về các cái kèo ngang này nó rất nhiều. Thế nhưng mà ở đây nó có một cái mầm. Đây, nó có một cái mầm ở đây. Thì hiện nay là gã đồ bạc đang xác định là thân nó sẽ bắt đầu đi từ bên này, đặt ở riêng hòn non bộ đặt lên. Đây, chỗ này chắc là thân. Đấy, đây này, mầm này. Thế còn rễ thì không bao giờ nó ra mầm được. Và chỗ này nó bẹt ra như này. Như một bức tường rồi anh ạ. Đấy, và chỗ này là cái chỗ mà chính là hôm qua mình xác định là nó cây rễ. Ở đây nó có một cái hình như cái chậu. Cái chậu bằng đá ghép vào nhau. Anh em hả? Thế và cái đây này. Cái chỗ này chính là cái cành mà đặt vào thì phải. Sau đó là nó chạy sang đây, nó chạy sang đây. Nó chạy vòng 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 lên hòn núi. Ngày xưa thì chỉ có thế thôi anh em hiểu không? Chứ không có đồ để chơi đâu. Không có đồ để chơi nhiều. Thế sau đó là nó chạy lên đây. Cái sẹo này là có một cái cành vắt sang đây chẳng hạn thế. Thế là người ta chặt đi. Đấy. Nó những chỗ nó nhũn ra thế này thì có thể nó là thân. Đấy, anh em thấy không? Ngày mai bắt đầu sạch sẽ. Bắt đầu đấy, anh Hiền anh ấy đăng ký. Nhưng mà anh ấy đục lúc anh ấy có khách, anh ấy gọi, khách của anh ấy đang hỏi cây đấy bao nhiêu tiền. Bảo chốt thì không chốt. Cứ muốn làm lên nhiều tiền nữa. Đẹp không? Anh em thấy phê không? Rất nhiều những anh em đã nói đúng cái ý như là anh Hiền anh ấy đã thổi hồn. Từ đầu rồi. Anh ấy đưa ý tưởng ra từ đầu. Đó, cây này sẽ phá đi mọi tư duy về sự sợ hãi. Anh em hiểu không? Đó là cái gì? Chính là tên của tác phẩm. Đó, và có thể đây sẽ là tác phẩm, nếu là hai từ thì tác phẩm này sẽ rất ý nghĩa. Nhưng nó phải là ba từ thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, trong đó anh em đang ở trên live si búp đỏ chú, đúng rồi, si búp hồng nhá, cây si cổ mình chả biết, chưa được nhìn mầm của nó cho nên là cũng không biết, chỉ biết nó là cây si thôi, ở Huế nha anh em, ở Huế. Dòng này thân nhựa lâu khô lắm lại còn khói nữa, đúng không? bạn gì bạn anh Khoa này bạn nói chuẩn luôn, dòng này nhựa lại lâu khô đấy, mà đun nguội thì nó khói rồi. Đúng rồi, 100% bạn này coi như là bạn ấy cũng chơi cây cho nên bạn mới hiểu. Quý đá Hà Lam, anh chào Quý nhá, chào Quý, chào Minh Nguyễn. Đây là một con phôi nhá Quý nhá, một con phôi cổ
tức là cái cây si này nó ôm cả một hòn non bộ. Đó. Nó ôm cả một hòn non bộ luôn. À, tất cả các anh em đang trên live điện là gã đầu bạc lúc này sẽ không nghe anh em nói. Đúng rồi, bạn này bạn nhìn. Em chào anh Lộc nhá. Em chào anh Lộc, anh còn ở trên live không? Đây là một trong những siêu phẩm mà em đã chinh phục. Em đã chinh phục khá lâu lắm. Em biết từ lúc coi như là phá cái nhà cổ. Đấy đi. Đấy như cái chủ mua thì người ta đi nước ngoài với con mất chục năm. Người ta đi nước ngoài với con người ta mất chục năm. Đấy, bây giờ mới về. Đấy, về thì nói thật là em cũng mất ăn mất ngủ vào việc được rồi, mang về đây rồi. Đó, thì đấy cũng như là một món quà tặng cho những người đam mê thôi. Mà đặc biệt là em là cái người được sở hữu, thế cho nên là đấy là cái mà cũng rất chi là vui. Đó. Mở bát 3 lít. Nếu như bây giờ anh cứ cắt ra là 7 khúc ở cái ngọn thôi thì cứ bán mỗi đoạn một tí thì chắc đủ rồi. Em đánh giá thế mất tất cả coi này. Mà riêng nghệ nhân của Bắc Giang mà đã đụng dao đụng kéo vào rồi nó lên nhanh lắm anh em rồi. Đấy. Và cho anh ấy phá theo ý tưởng trên cái tinh thần là anh em đã thống nhất và đưa ra tên tác phẩm. Đó. Tên tác phẩm là gì bác ơi? Đúng rồi, bạn này bạn ấy rất quan tâm. Ông vòng vòng ngắm với chú ơi, quay vòng vòng ngắm với à. Rồi tí nữa thì chú sẽ hôm nay anh Hiền ạ cũng sẽ đặt tên luôn vì trên đường live trực tiếp, anh hiểu không? Okay. Tí nữa em sẽ đọc tên tác phẩm này để cho anh em góp ý. Rồi quay vòng vòng cho anh em xem tí, anh em mới vào đang coi là cây này không phải phá nhiều nha anh em, chỉ bỏ đi những cái gì mà mình ngứa mắt thôi. Đấy, vì nó cổ lắm rồi. Đấy, nó không phải là cây phôi đâu. Gọi là đây là anh em nhìn lên đấy, nó bẹt thẹt lẹt, nó nhũn ra như là da voi để có đục lại sẹo và sau đó là đưa lên chậu luôn. Nếu có triển lãm phôi thì là sẽ mang đi thì chắc là cũng sánh ngang với các tác phẩm đẹp đấy, thời gian nó sẽ trả lời thôi. Đấy, trắng như là vôi, da nó đen đỏ au luôn này, này anh em đấy, trắng hếu luôn này, anh em thấy không? Khủng khiếp rồi, nó bẹt rồi, nó nhiều chỗ nó vè, nó vẹt, nó bẹt rồi. Quay vòng quanh cho anh em xem. Anh em tôi quý thì cũng đừng hỏi mua. Trong này, trong cái hòn non bộ này có rất nhiều các cái bồn cây như thế này. Người ta ghép bằng đá mỏng để tạo thành các cái bồn đổ đất. Thế nhưng mà cái cây thì nó cũng luốt chửng rồi. Đấy, và có đặc biệt nữa là nó có rất nhiều các cái bát cổ. Thì ở Huế mà. Ở Huế đâm ra là nó có những nhiều cái đồ, cái bát, cái bổng ở đây. Gã đồ bạc hôm qua cũng đã tìm thấy mấy những cái dấu tích. Thế có người bảo chụp cho anh cái bát đấy để anh xem, người ta chơi đồ cổ. Nhiều khi người ta có một mảnh người ta đã sở hữu, người ta đã thích cái đấy. Đấy, đây là những cái bát cổ nhá. Nó dính rồi. Nó dính chặt, nó ngập vào trong những cái rễ to này. Đấy, quay vòng vòng cho các em xem rồi ok. Đó, đây, mặt này của nó thì anh em nhìn xem có đẹp bằng mặt bên không. Đấy, mặt này nhìn nó mới phê, nó mới phôi này. Vào, bác vào em sưu tầm hai cụ rú khủng đi ạ. Gửi ảnh cho anh là ok luôn. Khủng nó bao nhiêu, vanh như thế nào. Ruối to mà khủng, anh thì hay chinh phục những cái loại không ai có. Cây này có đường kính ở bệ dưới nhá. Sát vùng cái bồn là 3 mét. Vanh của nó hơn 1.000. Nhưng ở cái đoạn đây, ở cái đoạn chỗ này là 560. Thế cho nên là anh em thấy, anh em đã thấy cái cây nào mang đi chơi mà nó to như thế chưa? Kể cả là bằng lăng nhé, bằng lăng rừng ấy, mà có những cây to như thế này thì chắc cũng chỉ có 15-20 cây khai thác ở Lào về. Đứng gần cây này nhìn thì nó chán luôn. Đó, nói là cây rừng mà to thế này nhưng căn bản là đây nó không phải thân một, anh em hiểu không? Nó ôm hòn non bộ. Khủng quá anh ơi, cảm ơn Hưng Nguyễn nhé. Trong em còn mấy cây khủng lắm, vanh 1.000. Ừ. Nếu ôm lon bộ thì gửi cho anh, mai anh bay vào luôn. Thế còn nếu mà cây mà mọc ở dưới đất ý, thì thôi nhá. Tặng anh không lấy. Mặt này đẹp. Đá có khi phải đục. Đá đi vì đá thô, đúng rồi.
Thực ra thì cũng chia sẻ với anh em ấy, cái mặt này thì không nhìn thấy đá nữa rồi, chỉ trong các cái hốc thì mới nhìn thấy thôi. Nhưng mà đá đẹp hay đá xấu thì nó cũng là cái dấu tích 5 tháng của vùng miền. Do những cái người chơi, người ta có ý tưởng là chơi một hòn non bộ để trấn phong thủy đấy, ở trong nhà, và cũng là tạo cái cảnh đẹp, thả con cá, con thái hà, hắc mô ly, rồi cá mún, cá miếc đấy, ví dụ thế, chọi cá chọi. Thế nhưng mà vì cái vùng đó nó không có những viên đá cảnh như bây giờ, thế cho nên là người ta xếp bằng đá hộc thành một hòn non bộ, và gắn vào đây một cái cành hay trồng một cái cây thì bây giờ cũng không biết được, vì trong này nó có rất nhiều các cái bồn chậu đấy, thế là gắn vào đó, và sau mấy trăm năm thì bây giờ nó thành ra là như thế này. Thế cho nên là nó thành như thế này thì anh em cũng biết rồi. Cây gì vậy anh? Cây si nhá. Cây nó mới thành ra là như thế này. Thì nói thật với các bạn ấy, phải nói một cái câu ấy, mình cũng không đánh giá nó cao về cái vấn đề giá trị lắm như là các cái siêu phẩm đâu. Nhưng khẳng định nó là một cây si, dám dùng một cái từ nó là báu vật, đang là một cái phôi thế này nhưng nó đã là báu vật rồi. Còn vài năm nữa các bạn mới thấy nó kinh khủng như thế nào. Bởi vì các cái cút kia của nó, người ta đã sau khi nó khai thác về thì người ta vứt không mấy chục năm, bây giờ các cái cút nó to nó liền hết đấy. Thế cho nên là mật chiều cao của cây này, nó sau khi lên chậu nó chỉ khoảng 3m2 đến tức là từ cái mặt cắt này lên đến đỉnh kia, sau khi hạ đi một tí thì nó chỉ còn khoảng tầm chưa khoảng 3m đấy. Mà cái chậu này nó quá mỏng luôn, vì nó nằm ở trong cái bồn non bộ mỏng khoảng 30 phân, cho nên là rất quý. Đấy, cho nên là cũng chia sẻ với anh em một cái cây cổ như thế này, các cụ nói cũng không sai đâu, người sở hữu được nó thì cây nó tìm mình, chứ mình cũng không biết nó ở đâu đâu. Mà chẳng qua là cũng có cái nền tảng là TikTok ấy, rồi thì book đây anh em nó biết mình và nó quý, nó gửi cho đấy. Và rất nhiều người đến đây hỏi mua nhưng ông ấy không bao giờ bán, ông cứ vứt ở đấy. Đấy, nhưng mà sau cái thời gian ông đi nước ngoài với cái con cháu về chơi thì ông ấy thấy nó tốt như cái cây kia kìa, ông ấy chán quá, ông ấy lại sợ nó đổ rồi đó. Đấy, thế là mới nhất trí là để mình vào làm việc giống ngai vàng thời vua nhà Nguyễn. Giờ bạn này nói chuẩn đấy, nói chung bạn có thể hình tượng ra rất nhiều, nó lại giống cái mũ của quan Vân Trường nữa đấy, anh em hiểu không? Đây, đi vòng quanh bạn thấy nhìn nó giống như một cái mũ đấy, rồi cũng như là một kiểu một cái vương miện đấy. Thế nhưng mình sẽ không lấy các cái hình ảnh đấy để mình đặt tên tác phẩm. Và tác phẩm si này ấy, nó sẽ là một trong những tác phẩm có những cái tên nghe thôi thì đã cảm thấy mình trẻ lại, nghe thôi thì đã cảm thấy mình coi như là gọi là an tâm đó. Trong cái thời buổi mà nó rất nhiều những cái sự kiện thì cái sự an tâm là cái sự, bởi vì sở hữu cây si này không phải ai cũng sở hữu được đó. Và nó mà ứng mấy cái tên tác phẩm thì chắc chắn nó vô giá. Hello sếp lành, anh chào Quân nhé, chào Minh Trần, độc nhân thiên vương lại độc nhân thiên vương rất nhiều những cái tên anh em đã góp ý anh Hiền ạ, rất nhiều những anh em đang ủng hộ và góp ý để đặt cái tên tác phẩm này. Đó, nên tham khảo chứ không, cái đấy đúng, quý lắm. Anh em là những người đam mê và anh em là những người có tâm hồn. Người làm nghệ thuật là phải có tâm hồn đấy, và có tâm hồn thì mới có những cái tác phẩm đẹp được đó. Nhưng mà cũng phải là đặt cái tên nó đúng với cái mà nó đang có sẵn. Lên đặt những cái tên mà nó phù hợp với dáng cây, với cả các cái thân pháp đấy, của cây. Thì đối với gã đầu bạc thì cái đấy là gã đầu bạc quan trọng nhất đó. Chứ đặt một cái tên mà theo cảm hứng nghe cho nó hay hay thì gã đầu bạc chắc chắn là sẽ không bao giờ tham khảo các cái ý kiến đó. Đúng là cổ kỳ mỹ văn chú ạ. À, rồi bạn Quân này, bạn Quân này thì bạn ấy nói cái câu đấy đúng, nhưng ở đây nó chưa phải là một tác phẩm hoàn thiện.
Thế cho nên là mình chỉ nói là cổ thì có rồi. Đấy. Mỹ là chưa, kỳ là có rồi. Mỹ là chưa nhá. Đấy, văn thì là đương nhiên rồi. Các bạn phải đọc ngược lại, nếu như mà khi làm xây dựng một tác phẩm thì cái tính nhân văn của tên tác phẩm phải đặt ra đầu tiên. Đấy, sau rồi phải làm thế nào cho nó đẹp. Bởi vì mình đọc cổ kỳ mỹ văn nó là tiếng Hán. Đấy, như về Việt Nam mình đọc xuôi, đọc ngược lại. Chứ còn tự nhiên một cái cây mà lại có cổ là không có. Cổ là nó phải lâu lắm. Thế lâu lắm thì cũng phải làm từ đầu thì nó mới lâu lắm. Làm từ lúc còn sơ khai như thế này. Đấy, rồi nó mới đến hàng trăm năm đúng không anh em? Còn bây giờ mua sẵn để chơi thì cổ kỳ mỹ văn thôi. Còn người nghệ nhân thì người ta lại không nghĩ như thế. Quá đẹp chú ạ. Rồi cảm ơn Kiên nhé. Chú quay mặt bên đi ạ. À, mặt bên rất nhiều những anh em đến sau. Anh em không bấm tay nên là nó không lên mặt đằng sau. Đấy, nó ôm đá này này. Nó kinh điển luôn. Chưa bao giờ anh Hiền anh ấy đi làm cây mà anh ấy lại xin đám đâu. Bởi vì anh ấy phê quá. Anh ấy nhìn được những cái nét đẹp của nó. Cho nên anh ấy bảo chú để anh. Ok anh trai. Đấy. Nó già. Nó già lắm anh em. Đấy, đây, mặt đằng sau đây. Mặt đằng sau thì đây cái cây này thì ngày xưa cái mặt này nó là mặt chính nha anh em. Vì chỗ cái đỉnh của chỗ đầu gối của anh ấy, em dẫm chân lên chỗ bền bẹt. Dẫm chân lên chỗ bền bẹt đấy. Đấy, chỗ đấy là trước nó có một hòn đá nữa thì phải. Nhưng bây giờ là cái rễ nó ăn xung quanh sau lâu năm nó đẩy cái hòn đá đấy nó rơi đi. Hoặc nó là một cái bức tượng gì đó. Hoặc là một cái tháp gì đó, ví dụ thế. Thế cho nên là mình cũng xác định là đây là cái mặt chính ngày xưa, anh em hiểu không? Cho nên là cái dáng cây người ta mới làm kiểu này. Đấy, và nhìn xuyên qua cái chỗ đấy sang bên kia nó là cái cổng trời. Đấy, là kinh điển. Cây đã có ý tưởng từ những năm xưa rồi. Cho nên đấy là một cái rất quý nha anh em. Chỉ có cái là cái tên mình đặt thì không biết nó có đúng với chủ nhân năm xưa không nhau. Nhưng chắc chắn đấy nó là cái cổng trời rồi. Mà người ta sẽ không đặt tên là cổng trời đâu. Ngày xưa là các cụ hay dùng chữ Hán người ta đặt thì mình đã có tên rồi. Chú quay mặt bên rồi đấy nhá, quay cho đệ rồi. Tiếng đục nghe như nhạc bolero ý ạ. Đấy anh em thấy không? Tức là những người yêu cây ấy, cái tâm hồn nó như thế. Anh Hiền ơi, các em nó bảo là nghe cái tiếng đục của anh nó như là nhạc bolero. Đấy, quá xuất sắc chú ạ, đẹp lắm ạ. Đẹp lắm nha anh em. Thực ra là gã đồ bạc rất tâm đắc với tác phẩm này. Và cũng nói thật, bao nhiêu năm làm cây, bao nhiêu năm buôn cây và bao nhiêu năm chơi cây. Nhưng riêng tác phẩm Si này là một trong những tác phẩm pro nhất mà gã đồ bạc được sở hữu. Nó là cả một cái duyên đấy anh em. Chưa có một cây Si nào vượt qua được cây Si này nhá anh em nhá. Còn anh em mà còn gã đồ bạc sẽ chứng minh cho anh em biết. Bởi vì những cái loại Si bây giờ anh em đang chơi và đang ươm, đang tạo tác ấy, rất nhiều mà gã đồ bạc cũng đã xem có những vườn Si mấy trăm cây rồi. Hàng mấy trăm cây Si cục luôn. Nhưng nó chỉ là cây khai thác thôi. Chứ nó không phải nó có cốt cách ôm cả một hòn non bộ mà nó to như này. Đấy, cho nên là gã đồ bạc rất chi là vui. Đó. Có thể quên hết tất cả những nỗi buồn để cứ ngồi ở đây live stream cho đến khi mà cây được cẩu lên trên chậu. Bởi vì cây này là sẽ phải cẩu lên chậu thì lúc đấy nó mới, cái chậu nó mỏng lắm anh em, cứ thể nhấc lên thôi, không phải làm gì đâu. Hẹn với mọi người là sau khi đưa lên chậu thì lão nông sẽ có một buổi nói về cái tên này. Rồi, cảm ơn anh. Tức là anh Trần Hiền, nghệ nhân Trần Hiền là một người anh trong làng cây và được các anh em yêu cây cũng có những người yêu, cũng có những người quý. Nhưng mà đại đa số là đánh giá rất cao. Anh ấy có nói là hẹn với tất cả các anh em ở trên đường live. Sau khi cây này được khai thác và chế tác hoàn thiện cơ bản về phôi thì anh ấy sẽ có một buổi live stream và nói về cái cây này. Bởi vì anh ấy là một người rất giỏi về nho,
rất giỏi về coi như thế là phong thủy kinh dịch. Thế nhưng mà không phải đơn giản, mà anh ấy nói với gã đầu bạc là chú cứ để cho anh coi như là thực hiện và khai thác tác phẩm này cho. Đó là cái thực tế. Anh em biết nhau mấy chục năm nhưng cũng chưa bao giờ anh ấy cầm cái kéo cắt cây hộ gã đầu bạc đâu. Nhưng mà năm nay anh ấy cũng gần 70 rồi mà anh ấy cầm đục. Mà tiếng đục của anh ấy nghe như nhạc bolero. Đấy là đây là anh em ở trên live nói nhá. Đấy. Anh ấy đang thổi hồn vào nó đấy. Đang thổi hồn vào một cây si đỏ nhá. Cây si tía. Mình ngày xưa các cụ mình ở quê mình nghe các cụ nói thì gọi cây si này là cây si tía. Nên anh em cứ yên tâm là sẽ có một tác phẩm si đẹp để anh em thưởng lãm. Nó già, nó ôm cả một hòn non bộ cho nên nó mới to như thế. Các cái cành kia nó là các cái cành nhỏ, nó lớn lên nó dính vào nhau, cho nên khai thác thành một cái cây bây giờ cũng rất dễ. Nhưng mà thôi để nguyên bản như thế này, mình không có cắt ngọn cắt niếc gì đi nữa. Còn bây giờ mang cưa máy ra là cắt nhanh lắm, lại còn mỗi cái cục. Có người đã bảo, hôm qua đã bảo thôi cắt ra cái ngọn để em làm cái cây cầu, em giả anh mấy lít mà thôi, thế thì chú không hiểu gì rồi. To lắm anh em, vanh 1000. Đường kính của nó gần 3 mét ở dưới bệ. Cây này nó to hơn cây thiên địa nhân tụ hợp. Nó to hơn cây đó và nó cũng ôm non bộ như thế. Tất nhiên là hòn non bộ của cái cây si này nó không đẹp như là cái hòn non bộ của cây thiên địa nhân tụ hợp. Vì ở vùng miền nó khác nhau, chất liệu đá khác nhau. Cây này phải để em Thuận làm thì mới đúng bài. Úi rồi, bây giờ anh cũng chia sẻ với em, anh rất chi là quý Thuận phù thủy. Nhưng riêng những cây này mà để Thuận phù thủy mang cưa máy và kéo dàn quân thiện chiến đến đây thì chỉ 3 hôm sau không nhận ra cây nữa luôn. Nhưng mà cơ hội của Thuận phù thủy vẫn còn. Đó là gì? Nếu như có một ông anh nào hay một ông em nào ấy mà muốn sở hữu, thế là mang về đấy để cho giao cho Thuận phù thủy thì ok đấy. Ví dụ như các cái cây 8 tầng ấy, rồi các cái cây cổ nhỏ nhỏ ấy, thì mình rất thích cái phong cách của Thuận phù thủy. Nhưng vì cái cây này mà bây giờ mà cắt để mà làm theo một cái lối mới thì cái giá trị của cái cây này nó sẽ có thể, mình không nói là nó sẽ mất đi, nhưng có thể nó sẽ không bằng để nguyên như thế này. Đấy là cái mà cũng chia sẻ với anh em như vậy. Còn Vũ Lành thì cũng rất là yêu mến những nghệ nhân trẻ, những người mà dám đi theo một cái lối mới. Ba ngày nữa các bạn sẽ thấy nó lột xác. Các cái cột kèo kia là sau gã đồ bạc sẽ bỏ hết này, các cái cột kèo. Anh này quay cây bồ đề kia đi anh. À, cây bồ đề kia hả? Cây bồ đề này đẹp. Cũng vừa mới mang ra, em hiểu không? Anh cũng vừa mới sở hữu được cây bồ đề. Cũng ôm non bộ, anh chỉ có ôm non bộ là anh múc thôi. Bởi vì ôm non bộ nó là tuổi đời, cách chơi. Đó, đây cây này thì ở Đà Lẵng ấy. Đấy, nó ôm cả một hòn non bộ bên trong. Đấy, anh em thấy không? Đó, nếu mà em thích cái cây này vào việc. Đấy. Lấy tiền trả công cho nghệ nhân Trần Hiền. Đấy. Anh thì anh không bao giờ bán cây ở trên mạng cả. Thế các em biết là gã đầu bạc lên live chỉ làm cho mọi người vui thôi. Quay những cái gì đẹp, nói những cái gì biết, không biết thì thôi. Chào Lê Thọ Quân nhá. Bao nhiêu anh? Em nếu em thiện chí thì em về đây em xem trực tiếp này. Còn cây này anh mua cũng không nhiều, mấy chục triệu. Nhưng cũng là một cái cây cổ người ta để sổng ở trong vườn ấy, trong chậu ấy. Nó rông rưởi mới cắt đi đấy. Cây này thu lại thì nó là, cũng là một cây rất đẹp. Ngày xưa người ta làm, người ta uốn nó như một đàn long ấy, như một đàn rồng. Quấn vòng quanh, nó cứ chạy vòng. Nên sau người ta bỏ bưỡi lâu rồi. Cổng trời, đỗ tài, ruby.
Đỗ Tài Ruby hôm qua dẫn thằng bạn lên cho anh mất cây cho nên là anh ghét này rồi nha. Đi ra đây xem quả cổng trời này đi. Chú không ra tận đây thì mà tốt nhất là chú đừng ra. Chú ra đây thì một cơ số cây của chú là chú lại muốn coi như thế là bán tháo rồi không? Cây anh lại chỉ chơi phôi thôi. Đây là một cây si em ạ. Một cây si ôm cả một hòn non bộ. Đường kính bệ của nó là 3 mét. Đấy, nó đặc quánh ở trong một cái bồn non bộ tròn xoe luôn. Người ta chơi một cái non bộ ở trong một cái bồn cây như cái an. Nhưng mà nó được xây ở dưới đất, chơi cá cảnh. Cao cây này của nó sau khi lên chậu là khoảng tầm 3m2. Vì cái chậu này là nó anh sẽ làm một cái chậu rất mỏng, nó chỉ khoảng 60 thôi. Đấy, 60 thôi. Toàn bộ cái từ đáy lên đến cái viền nó chạy vòng tròn kia đấy là nó chỉ có 30, cho nên anh làm cái chậu 60 là được. Chân quỳ chân củng vào khoảng tầm 90 nữa là ok luôn. Cho lên xe cẩu đi cả nước được. Ok anh. Thích xem video của bác lắm. Rồi cảm ơn bạn Duy Khoa chiều nay lại lên video. Từ từ thôi. Cứ từ từ thôi. Nghe nhạc bolero không thích bằng tiếng đục. Anh ở đây. Anh em nó cứ nghĩ cái tiếng đục của anh nó cứ nghĩ đến nhạc bolero. Thế gì đi. Yêu âm nhạc thế. Đấy, anh em rất chi là phóng khoáng. Rất chi là gọi là trừu tượng. Những cái tiếng đục này năm xưa nó nhiều lắm anh em công nhận không? Khủng quá chú ạ. Đúng rồi, rất khủng. Con cổng trời quá đỉnh. Con này nó mấy trăm năm mà người ta đã làm như thế này rồi thì chắc chắn đây là một gia chủ cũng không phải tầm thường. Người ta đã có ý tưởng để làm một cái cổng. Đây nó gọi là khai sáng anh em ạ. Khai thông mở cửa. Đấy. Răn dạy con cháu. Cho nên là người ta mới làm cái ý tưởng như này. Ấy, hôm nay nhìn bắt đầu nó kinh hoàng rồi đấy. Anh cứ tỉ mỉ từng tí một làm khoảng một tháng xong cũng được. Cứ để thế chỗ đấy em thấy nó cũng hợp lý đấy. Cho nó có cái vách cái vùng anh ạ. Không cần phải đục đau quá. Và anh cứ thoải mái thổi hồn không phải nghĩ. Cây này nó có một cái hay anh em là chơi được luôn. Phôi cũng đẹp. Cây này đấy anh em nhìn cắt các cái đầu cành như này nó bằng người ta nuôi nó mút hết rồi. Nó mút hết các cái đầu cắt rồi. Nuôi sổng như cái cây kia. Đấy. Sau khi khai thác về là nuôi sổng như cái cây kia. Đấy. Cho nên là bây giờ là bắt đầu là không, nó có một lốt trống đấy đẹp anh. Nhưng mà cứ giữ cái con lại đã nhé. Đấy, bắt đầu cắt đấy. Anh em thấy không, clip của gã Đồ Bạc thì bao giờ cũng nói là đừng cắt. Nhưng mà khi mà đã giao cho nghệ nhân Trần Hiền thì cắt. Đó. Đấy, bắt đầu cắt. Cắt quả dễ trống rất nhiều năm rồi. Đấy, bắt đầu sau khi cắt xong thì anh em mới nhìn nó lộ ra một cái hang. Đấy, bắt đầu nó lộ ra một cái hang nhá. Từ từ. Đấy, nó lộ ra một cái hang sâu ở bên trong như này. Đấy, nó như một cái động. Nó có âm, có dương. Nó có lồi, có lõm. Nó lồi, lõm. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nhé. Sau phát cắt đấy thì gã Đồ Bạc mà cầm máy là không điều chỉnh được. Cho nên là chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Đấy, buổi trưa thật là hạnh phúc. Gã Đồ Bạc xin phép được xuống like. Và xin chào tất cả những người yêu mến và đang trên đường like của gã Đồ Bạc. Chúc các bạn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Thay đổi quá.
không nhận ra đại ca. À, vườn sinh quá thay đổi luôn. để đại ca sẽ gửi cho thằng đệ cái clip này nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người, bye bye, hẹn gặp lại vào buổi chiều hôm nay.